Vừa qua, công đoàn chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Ngã Năm phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã và Ủy ban Nhân dân xã Tân Long và phường 3 tổ chức trao máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp các em có điều kiện để học online trong thời gian dịch bệnh. Tại mỗi nơi đến, công đoàn chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thị xã Ngã Năm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe gia đình, việc học tập của các em trong thời gian qua, đồng thời trao tặng hai phần quà là máy tính với tổng trị giá 10 triệu đồng. Đây là những em học sinh khá giỏi có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, mồ côi sống chung với ông bà. Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến công đoàn ngân hàng chính sách xã hội thị xã, đồng thời hứa sẽ sử dụng đúng mục đích và cố gắng học tập để sau này là người có ích cho gia đình và xã hội. Tính trong những tháng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, công đoàn chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã trao tặng trên 35 triệu đồng được trích từ quỹ kết dư của công đoàn viên tại đơn vị để hỗ trợ mua nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà và những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.